Xin mời các bạn đến với trận chung kết rất hấp dẫn giữa các cầu thủ trẻ đang lên, với sự hiện diện của Lâm Hưng đến từ Bạc Liêu, phối hợp cùng Đức Từ Thiện Bầu Bàng, Tiến Đen Vĩnh Long và Khang Chiền Hai. Bên kia là Vua Lì Đòn đã trở lại đường ray trường Trắng Bom, Cao Cầu Lưng Trẻ Vĩnh Long, Huy Con đến từ Hải Phòng Chiền Hai. Trận đấu quá hấp dẫn, quá căng thẳng. Tỷ số hiện tại bây giờ là 1-1. Đây là set chung kết đi các bạn. Sổ 10 cây. Như ngoài hàng 6, Lusabu rất nhiều các bạn. Thế kêu các bạn đã luôn đồng hành cùng ủng hộ kênh Đại Lâm Vua Đầu Dò. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Các bạn nhớ share và le, le và share. Ok man, vô hàng. Tiến ơi, Tiến lại giới thiệu bản đồ. Đây là Tiến Đen, mặc nguyên bộ đồ đen, cái gì cũng đen. Ai có muốn mua đồ thể thao liên hệ Facebook Nguyễn Thái Hồng Tiến, có băng gói LB667, 230k một cái. Băng gói dài nha, băng gói này băng gói ngắn. 230. Không không. Đây là set chung kết các bạn. Ok man, vô hàng. Lâm Hưng mở hàng quả đầu tiên không qua lưới các bạn à. Nó đồng lấy mẹ cậy đi, nó sẽ đâu. Nhấn mẹ cậy đi. Nó đồng 1-0. Ê, anh ơi, bên trường còn cây nè. Nó đồng nha. Rồi. Nhấn mẹ đi con cặc. Được á. Mày đấy quay trái chung kết cho ngon lành cho ba đĩa mày. Có lúc nào cũng có. Lúc nào có đó. Mở. Huy Con vừa đáp trả lại một cái tình cảm quá tuyệt vời, giống như Lâm Hưng. Bông cùng vào lưới. 1-0. Đúng rồi. Lâm Hưng lại phát quả bóng tự sát tại bãi cát. 2-1. Tiến Đen vừa có một quả 50% công lực, nhưng quá may mắn cầu tự sát. 2-0. Trường giờ có một quả 70-80% công lực, nhưng mà Lâm Hưng rất đáng tiếc. 3-2. Thấp rồi chị Minh. Quýnh đi chồng, quýnh đi, quýnh đi. Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Quá hay, quá hay, lập chụp quả bóng quá hay. Quá ghê gớm cho Đại Long. Ai thua, bắt lại thua. Quay qua lên đó đi lấy quay cái mình. Bên nào thua? Bắt thua đúng không? Bắt thua. Bắt thua.
42 vô hàng, vô muốn bạc luôn. Ê, đây là hàng sáu một cây, tôi bên tôi là quyền sỏi ba đĩa. Lâm Hưng giờ có một quả trên tay của Lưng và Trường Châu Bâm. Ba bốn. Bên 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 trường đã 8 cây á. Bên trường đang 8 cây á. Lâm Hưng lại tự sát liên tiếp các bạn ạ. 8 cây. Cây à. Mình đã tăng 8. Vậy đâu? Đã tăng 8 cây á. Ai đang tới ngoài chơi? Năm ba. Quá tuyệt vời cho Lưng trẻ Vĩnh Long. Chăng quá tuyệt vời. Mà cầm à. Máy nào cũng vậy. Sao ba? Huy con giờ có một quả bóng trẻ đường y. Ở trẻ đường A quá tuyệt vời các bạn ơi. Xin lỗi các bạn, trẻ đường y quá tuyệt vời, bóng bay ra ngoài các bạn ơi. 4 sao. Lâm Hưng giờ có một quả phát trực tiếp ông cao cầu. Bước 1 bay ra ngoài. 5 sao. Đây là set chung kết nha các bạn. Trời quá đang tiệc. Quá đáng tiếc. Hai pha bóng Lâm Hưng không ngăn được các bạn. Quá đáng tiếc. Lâm Hưng phạt cái bóng bay ra xa quá các bạn ơi. Thấy có cái bụng nổi luôn cái gì có hay đó. Đủ mới nãy. Hai bên ăn hai em ba. Còn anh Diên Điện á. Đấy đó. Anh Diên Điện. Anh luôn nè. Tốt tiếng ơi. Anh Điện á. Cầu quá hay, cầu quá hay. Trời chuyện banh chết luôn. Quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Hai pha bóng công liên tiếp. Đổi sân luôn em đi đen. 8 năm đổi sân. Thật sự quá đáng tiếc. Cầu bữa nào mà chưa cầu. Giỡn giỡn không hư bách một không. Tám năm. Đây. 8 năm. Thật sự bộ đôi đáp chân giữa Trường Châu Bom và Lưng Vĩnh Long quá ghê gớm. Tập trung vô em ơi, đại gắt ta xa mà thua đó. Trên năm. 9 năm. Mười năm. Trường Châu Bom đã trở lại phong độ các bạn ơi.
thật sự một ngày quá ấn tượng. Mười năm. Quá lì đòn. Theo như lực đánh độ nha các bạn, bóng chết hay sống gì bất cứ nha, lưới động cây động cột thì cũng thôi các bạn. Tụi đen ơi, cho ta ra khỏi cột đi. Mười một sao. Một sao. Pha bóng này thật sự cầu quá tệ. Tập trung vào điểm nào cầu. 7-11. Xin ra thật. Thật sự tôi không biết hiểu điều gì lại xảy ra. Trong gần 10 quả phát của Lâm Hưng là 7-8 quả Lâm Hưng bay ra ngoài. Phá quá phá. 12-7. Lâm Hưng giờ có một quả bóng quá quy lực. 82. Đang nằm một cây, có ai dặn bạn không? Nằm coi. Quá đáng tiếc cho cơ hội bên Lâm Hưng. Phản công không ăn các bạn à. 13-8. Mười ba tám. Lâm Hưng giờ có một cú nã đây bác. Quá quy lực. 9-13. Thật sự tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với Lâm Hưng. 11 trái Lâm Hưng bắt cho lưới ra ngoài 10 trái. Thật là tan nát con tim hâm mộ của người đam mê Lâm Hưng.
chín. 14 chín. Huy con vừa tự sát tại bãi rác. Trường xịt qua, trường cầu xịt qua. Đây là những phút cuối cùng, tay em của Lâm Hưng, Đức Từ Thiện, Tiến Đen, Gượng Gạo. Có bơi được con thiệt vào bờ an toàn hay là không? 11, 14, đập mùi, đập buôn. Đây là set thứ 3 chung kết của các cầu thủ hạng nặng. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra không, giống set 2 là không. Nhưng mà tôi thấy con thuyền bơi vào bờ của Tiến Đen, Lâm Hưng, Đức Từ Thiện xa vời quá các bạn ơi. Buồn 5 phút. Không ngờ luôn, Tiên Đen xử lý một quả bóng băng côn trên trời. Một cú xiếc vào Tiên Đen luôn em ơi, xiếc luôn à, xiếc Tiên Đen luôn à. Xiếc luôn, xiếc là Tiên Đen luôn à. Nó bắt được yếu xìu rồi. 15-11 rồi. 5-1. 15-11. Mười hai, mười lăm. Đây là 3-4 trái menti các bạn. Luôn rồi, tập trung đến tới cuối nè em ơi. Huy ơi, luôn đến tới cuối cũng được em ơi. Đường ơi, xịt qua trường, cầu xịt qua cầu. Đấy luôn. Chuyện gì sẽ xảy ra? Trường ơi, ra ngoài tới đi. Lần giờ có một quả đã để bắt. Trung vào vách tường của Đức Từ Thiện. 13-15. Cầu ơi, xịt vô mũi một cho trường. Đang hai cây. Ông cao cầu thật sự rất sợ Lâm Hưng, lúc nào cũng sợ chết. 13-15. Cái mỏ mày gần cuối đừng có la tào lao nữa coi. Đừng chửi bậy ghê quá gần cuối. Tào lao hoài. Lấy chuyện gì điên. Nói bậy không. Các mẹ nó lấy này đi. 14-15. Đánh 16 tay các bạn. Hey, mà tại bây giờ đang chặn bạc quá lung tung, quá lung sa bu rồi. Quá lung sa bu. Mười bốn, mười lăm.
Huy ơi, chuyện cái tính đó Huy ơi. Lâm ơn đôi đồng đội ra xa bờ. Đây là trường chân bông. Ông vô lì đòn đã trở lại đường đây rồi. Đây là cặp đôi của trường chân bông và lưng Vĩnh Long. Quá tuyệt vời. Cặp đôi đã trắng quá tốt các bạn ơi. Thật sự quá ghê gớm. Chúc mừng các bạn chiến thắng. Quá tuyệt vời. Và đây là Quy Con. Quá tuyệt vời cho chuyện hay. Và phát bóng các bạn à. Ok men. Xe banh quá dân chào và cảm xúc các bạn à. Thật sự quá kịch tính, quá hấp dẫn nha các bạn. Tấn, đây là những cơ thủ hạng nặng khác nhau. Tỷ số kết thúc trận đấu mới biết ai là người thắng chiến trận các bạn. Xin chúc mừng team trường Chân Bơm, Cao Cầu, Lưng Trẻ Vĩnh Long và Huy Con Trường Hai. Ok man.